Thưa quý vị, trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, một trong 8 tiêu chí bắt buộc ở các xã nông thôn mới kiểu mẫu là phải có ít nhất 1 km tuyến đường qua cây cảnh nổi bật để thu hút khách tham quan. Tại xã Thuận An, thị xã Bình Minh, với mục tiêu phấn đấu về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu, thì từ đầu năm đến nay, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể vận động nhân dân thực hiện nhiều tuyến đường qua kiểu mẫu. Trong đó, tuyến đường qua ở đường 910 được đánh giá là đẹp và ấn tượng nhất tỉnh Vĩnh Long hiện nay. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn ngắm thành quả mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi đây đã chung tay thực hiện nha. Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu là có ít nhất 1 km đường qua, mà đặc biệt là kiểu mẫu. Nhưng mà qua cái khảo sát thực tế thì Thuận An làm được nhiều hơn như thế nữa. Và cái qua thì nó có nhiều cái tầng, từ tầng thấp, tầng trung tới tầng cao, và nhiều màu sắc và cái sự chăm sóc của nhân dân mà hai bên cái tuyến đường đó. Rất là ấn tượng cái đường qua. Thì phải nói đây là một cái tuyến đường qua rất là đẹp, có thể nói là đẹp nhất của tỉnh mình từ trước đến nay. Đầu thì cũng trồng chỉ một loại là hoa dừa cạn, nhưng mà sau quá trình khi mà có hoa rồi thì thấy nó không được đẹp lắm, thì cũng vận động bà con là tìm các loại hoa khác trồng xen vào để nó có đủ sắc màu như hôm nay. Chi xã phát động tuyến đường qua góc độ của ấp, vận động bà con là để đầu tư thêm cây hoa kiển trồng cho thật đẹp, hàng tuần là làm cỏ rồi chăm sóc để từ đây Tết mùa hoa được đẹp hơn. Thì người dân sẽ tìm những cây con như cây màu gà, cây vạn thọ trồng cho tuyến đường hoa đẹp. Đi ruộng, đi gãy hàng ngày, nếu mà được đi trên cái tuyến đường hoa đẹp như vậy á, thì trong lòng thấy rất phấn khởi và hạnh phúc, thấy vui lắm. Để giữ gìn và bảo quản cái tuyến đường hoa cho nó đẹp á, chúng tôi cùng với chính quyền chăm sóc hàng tuần, ví dụ như tưới nước, bón phân hay là làm cỏ, rất tự hào là được cái tuyến đường hoa đẹp như vậy. Sẽ duy trì và sẽ cái hướng tới sẽ tiếp tục nhân rộng vô các cái tuyến đường còn lại, đảm bảo cho giáp hết tuyến của xã để xã xứng đáng là cái xã nông thôn mới kiểu mẫu. Vâng, thưa quý vị, sự quyết tâm đoàn kết và đồng lòng của cấp ủy đảng, chính quyền và người dân đã làm thay đổi đáng kể diện mạo vùng nông thôn Thuận An, và đây xứng đáng là vùng quê đáng sống.